là mỗi nách bụng bụng như đó nè, bông nè, mấy cái kia bên kia nó không đậu. Bên kia biết sao không đậu không? Tại cái ông Hiếu gì đó mới nè, còn ông chặt ra ăn hết trơn. Bẻ hết bọn trái rồi đó. Ăn ra sao mà ăn? Gan như mà vừa nốt kia đó. Này nó bị già quá dài. Dòng này dài dài gì ta bơ dài gì ta ép dòng đặt quẹo mà. Luôn không có miếng nước cái gì chứ. Có trái trái mới non ngon có nước. Thì có. Y gan như là vừa sáp vậy đó. Đó 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 đó. Dạ. Lỡ trong của đặt quẹo luôn. À trái cọ mới chặt ra. Gan sao dừa. Ăn nó béo hả? Béo béo, nó có giọng. Anh, mỗi nách có bông hết trơn. Giống như dừa vậy đó. Cái này đậu nè. Đậu không? Cái bông này bông khác nè, chắc đừng nó đậu nè. Ừ. Ừ. Nè nè đóng nè 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 do mình không có bẹt cái lá nó ra bông dài là bông đực, bông đó là đậu đó, bố mới có lá rồi bông dài nè, dài là bông đực nè, nó vừa thôi, bông chùm chùm nhỏ là nó đậu đó, nó có trái, nó bông này đậu mà nó có trái nè. Hoa cỏ nếu mà mỗi lần mà thấy này bẻ rồi nè, bốn con trong đây còn nữa, có con nữa nè, quay lần có con nữa, có con lớn trong trong nè, vô chuồng thỏ hai con thỏ, thôi mẹ không con hai con. Còn bốn con hả? Có bốn con. Bốn con hả? Trước đẻ một bầy luôn mà. Còn với nhà mới tắt xong. Không ơi đẻ bầy mà ba mua về. Có một bầy mà có đều là mấy kia. Chết. Rồi mẹ xách đôi dép đã mẹ đi chung xong rồi bỏ đôi dép đâu à. Lo đi coi lo đi lấy điện thoại. Đi ngay nhãn mắt gì đó. Chị gọi là ghen gì? Thấy chưa? Thấy chưa? Cỏ dầu. Còn đó hả? Cái lá nó giống giống như cái lá dừa hả? Nó lá nó có gai á. Vậy hả? Dạ. Ờ cái lá với cái gai cái gai theo đó. Gai dữ lắm. Anh nhìn kìa. Tước bớt rồi đó. Ở dưới này tước bớt. Khúc dưới là có gai nè, lên tới cái lá là hết gai rồi. Mấy cái lá như đó khi nào có gai là hết gai rồi. Đây chồng hồi xưa ha. Ông mới khoảng hả? 5-6 năm à. Trời ơi. Bự vô bán không? Đụng vô nó rụng rồi nè. Nó tới chỉ rồi. Bẻ tay luôn hả? Thôi, đụng vô bự cái rụng rồi nè. Ê. Ừ. Kẹo bự cho bán bây giờ là ngậm. Cái tiêu luôn không? Nó có cái ấy nè, nó ra nó tươm dầu nè. Cái gan nghệ gì đó. Ruột ở trong như vừa nó. Ở bên ngoài vậy nha, bên ngoài cái vỏ nó tôm tôm nghệ nè, dầu nó dầu quá mới nhợt à, dầu nó ép ra có dầu cái gì ông nội trái cây cọ quá cọ có dầu mắt ngọc á, thở mắt ngọc á, thử có điền thở mắt điền có đang ăn nó chú sao điền biết là có gì trắng ở chính giữa ì biết rồi năng tạm không có ăn mắt tạm. Ừ. Rất là dễ ăn. Thỏ trắng nó mắt ngọc. Ủa gì ăn? Lá sen mà ăn ngon lành cho tạm. Mấy cây lá chuối cho nộn. Cái cây mình ăn dư mà nó cũng ngon đó. Phải ăn. Cải, bắp cải. Sao?
Điện xuống dưới đi. Điện xuống dưới đi lại nè. Đi cây không ăn được. Ồ, chen. Thêm một bên nữa. Này. Này. Này hạt xám, hạt xám vậy thôi. Này có nhiều rồi. Này hạt xám với trắng. Bỏ này nè. Trắng với xám. Bỏ. Cái đồ đạp trên chân người khác nè. Dạ. Nè, thằng chồng nó đạp vô con. Bỏ xuống đi nó nhét. Kệ nó đi. Thôi vô. Thôi đi vô. Thôi chưa, nó có ăn tuần. Đó không? Trời được cái chi mắt đó. Thôi đi vô.